Thưa quý vị, giá nhiều loại trái cây như là thanh long, dưa hấu, chôm chôm chỉ còn 2.000 tới 3.000 đồng 1 kg mà vẫn không thể tiêu thụ được ngay trong vụ thu hoạch rộ. Đây chính là hậu quả do virus corona chủng mới gây ra. Xuất hiện tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ tháng 12 năm 2019, đến nay chỉ trong vòng hơn 2 tháng, dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra đã làm chết hàng trăm người, cùng với đó là hàng chục nghìn người bị nhiễm bệnh. Tính đến thời điểm hiện tại thì dịch bệnh này đã lây lan ra gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vâng, và điều này thì đã khiến cho mọi hoạt động giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc nơi cửa khẩu gần như là bị đình trệ để phòng chống dịch bệnh lây lan. Và hậu quả là hàng trăm nghìn tấn nông sản, chủ yếu là các loại trái cây tươi như là thanh long, dưa hấu bị dồn ứ, chưa thể thông quan. Điều đáng lo ngại là đang vào vụ thu hoạch rộ thanh long, dưa hấu và chôm chôm của nước ta. Trong khi thị trường chính của những loại trái cây này vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc, khiến cho sản lượng bị dồn ứ chắc chắn là sẽ còn gia tăng trong thời gian tới. Vâng, không có đầu ra. Giá của nhiều loại trái cây đã đồng loạt giảm sâu, chỉ còn vài nghìn đồng 1 kg. Doanh nghiệp thì hủy hợp đồng, nông dân thì như ngồi trên đống lửa khi sinh kế bị đe dọa. Điều này đã khiến kim ngạch xuất khẩu của nhóm nông lâm thủy sản tháng đầu tiên của năm 2020 đã giảm tới gần 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tiểu mục theo dòng thời sự ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích về những giải pháp cấp bách đang được triển khai để có thể giải phóng nhanh nhất có thể nông sản đang bị ứ đọng cho bà con nông dân. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, chỉ tính riêng trái thanh long sẽ có ít nhất khoảng 200.000 tấn dự kiến sẽ được thu hoạch từ ngày 8 tháng 2 đến đầu tháng 3 tới. Hiện hầu hết các hợp đồng tiêu thụ thanh long của các doanh nghiệp với người nông dân đã bị hủy bỏ khiến cho lượng tồn kho lớn, giá giảm sâu. Đến nay thì là công ty này cũng đã ngưng, không có nhận hàng và hứa là hỗ trợ cho nông dân là 4.000 đồng một ký. Bà con nông dân của huyện Châu Thành cũng như các huyện mà có cái số lượng trồng thì hiện nay là có một số nhà vườn thì coi như có ra trái rồi chặt bỏ hết. Để tìm đầu ra cho gần 200.000 tấn thanh long đang ùn ứ, hơn 200.000 tấn thanh long dự kiến sẽ được thu hoạch từ ngày 8 tháng 2 đến đầu tháng 3 năm 2020. Bộ Công Thương đã đề nghị các doanh nghiệp cần phải chuyển hướng xuất khẩu chính ngạch với những mặt hàng đủ tiêu chuẩn. Còn đối với những mặt hàng không đủ tiêu chuẩn, xuất chính ngạch sẽ được ưu tiên tiêu thụ ngay ở chợ biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc mở lại. Thứ nhất là xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân, nhất là xuất khẩu trái cây. Do được ưu đãi về thuế VAT khi nhập khẩu vào Trung Quốc, cho nên vẫn còn chiếm một tỷ trọng khá lớn. Dù Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp đã khuyến nghị các doanh nghiệp chuyển nhanh và chuyển mạnh sang xuất khẩu theo hình thức chính ngạch trong suốt 2 năm qua, thì với sản phẩm được làm ra để xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân như vậy thì chỉ còn cách chờ chợ biên giới mở cửa trở lại. Về lâu dài, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bên cạnh mở rộng thị trường tiêu thụ thì giải pháp điều chỉnh sản xuất, cơ cấu lại đối tượng cũng như diện tích cây trồng cần phải được thực hiện ngay để tính toán lại sản lượng. Trong đó đặc biệt chú ý hạn chế sản xuất dài vụ với một số các loại cây trồng chủ lực. Một số những cái đối tượng sản xuất nông nghiệp phải thay đổi. Tôi nói là những cái vùng mà tới đây trồng dưa hấu không trồng dưa hấu nữa, đúng không? Phải chuyển những cây trình khác, những cây ngắn ngày cùng với thời gian sinh trưởng đó, nhưng lại nhóm sản phẩm lại dễ tiêu thụ, đậu tương này, ngô này, lạc này. Thậm chí nhiều vùng chuyển sang trồng cỏ để phát triển đại gia súc, không có vấn đề gì cả. Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong thời gian tới, nhóm hàng rau quả, đặc biệt là cà rốt, nhãn, vải hay sầu riêng và hải sản tươi sống, sức tiêu thụ cũng giảm đáng kể do việc tìm kiếm thị trường mới sẽ khó khăn. Những mặt hàng có ít nguy cơ bị ảnh hưởng là gạo, sắn và các sản phẩm từ sắn hay cà phê bởi khả năng dự trữ chờ thời cơ cao hơn. Thưa quý vị, với diễn biến phức tạp khó lường của virus corona và những động thái của chính phủ Trung Quốc trong việc hạn chế giao dịch hàng hóa, tình hình xuất khẩu nông sản của nước ta sang Trung Quốc sẽ còn tiếp tục căng thẳng. Bằng chứng là hàng trăm nghìn tấn trái cây vẫn đang tồn đọng không thể tiêu thụ. Bên cạnh việc tìm giải pháp để tiêu thụ hàng nghìn tấn nông sản tại cửa khẩu, thì thị trường nội địa với gần 97 triệu dân được coi là giải pháp quan trọng để tiêu thụ nông sản hiện nay. Và thống kê thì cũng đã cho thấy Việt Nam hiện đang có khoảng 9.000 chợ truyền thống, 8.000 siêu thị, 125 trung tâm thương mại và 6.000 cửa hàng tự chọn. Đây sẽ là cơ sở để nông sản Việt Nam có cơ hội được giải phóng sản lượng, đồng thời cũng là cơ hội để vận động người dân thực hiện khẩu hiệu người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam. Trước tình hình hàng trăm nghìn tấn trái cây đang bị bế tắc đầu ra, các doanh nghiệp trong nước đã cam kết sẽ dồn lực để thu mua nông sản cho bà con, đặc biệt là những loại nông sản đang bị tồn đọng cao như thanh long, dưa hấu, chôm chôm.
Chúng tôi cũng đề nghị với Bộ Công Thương cũng như là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì có thể cho chúng tôi cái danh sách những cái sản phẩm mà có khả năng bị tồn đọng cũng như là cái sản lượng dự kiến. Thì như vậy thì chúng tôi có thể lên được cái chương trình marketing cũng như là có một cái ngân sách, bởi vì đối với những cái sản phẩm mà thu mua trực tiếp từ nông dân và hợp tác xã thì chúng tôi có áp dụng mức chiết khấu là 0%. Trong bối cảnh này thì chúng tôi sẽ tăng cường thêm, chúng tôi sẽ có các cái biện pháp triển khai, sẽ làm việc với các cái địa phương và các hiệp hội để tăng cường thu mua các cái nông sản, đặc biệt là những nông sản đang bị ứ đọng ở biên giới không xuất được sang quốc, để tăng cường tiêu thụ tại hệ thống thương mại nội địa của tổng ty tại Hà Nội và các tỉnh để hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm. Theo các chuyên gia, bên cạnh việc tăng cường thu mua thì các doanh nghiệp cũng cần phải thực hiện các chính sách hạ giá bán tối đa để kích cầu tiêu dùng. Những chính sách về giá, về vấn đề thanh toán, rồi những cái điều kiện châm trước về mặt chất lượng hàng hóa, rồi chứng từ giao nhận các thứ. Bởi vì bây giờ mà trẻ ra các cái tiêu chuẩn thì rất khó. Mà thì cái này là chúng ta không thể cứng nhắc như cái thời bình thường được. Bên cạnh việc tăng cường tiêu thụ nông sản tại thị trường nội địa, các doanh nghiệp chế biến nông sản cũng cho biết sẽ tăng cường thu mua để bảo quản, dự trữ lạnh để giảm bớt áp lực về sản lượng. Đối với những loại nông sản đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sẽ tăng cường công suất chế biến sâu bởi nhu cầu thế giới là rất lớn. Đến ngay bây giờ, khách hàng châu Âu, khách hàng Israel vẫn sang đánh giá nhà máy bình thường và là đăng ký mua rất lớn cái khối lượng đồ hộp đông lạnh và xuất khẩu nếu làm đúng quy trình kỹ thuật. Kể cả khách hàng Nhật Bản về ngô rau, đậu tương, rau chân vịt. Và tuy nhiên thì cái thanh long thì cũng là một vấn đề đặt ra để chúng ta tập trung. Các doanh nghiệp cũng sẽ cố gắng sản xuất lạnh nhiều hơn nữa. Một trong những xu hướng nổi lên của thị trường Trung Quốc đó là nhu cầu các sản phẩm về sấy dẻo, sấy khô. Đây là những cái mà chúng ta cũng cần phải khoét sâu. Trên thực tế chúng ta có những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, chẳng hạn như là Vinamit, là một cái doanh nghiệp đã xuất khẩu các sản phẩm từ mít, sấy khô sang Hoa Kỳ và kể cả thị trường Trung Quốc, đi vào từng cái chuỗi siêu thị của Trung Quốc. Một là rất là tiện dụng, hai là rất là gọn, ba là giải quyết những cái vấn đề kể cả về vấn đề mà dinh dưỡng hàng ngày. Về lâu dài, Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết đang tổ chức nhiều đoàn doanh nghiệp đi xúc tiến giao thương tại Đức, Ấn Độ và Nhật Bản với hy vọng sẽ mở rộng được thị trường tiêu thụ nông sản, đặc biệt là trái cây trong thời gian tới. Thưa quý vị, tại cuộc họp khẩn tìm đầu ra cho nông sản trước tác động của virus corona, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhấn mạnh chống dịch bệnh là cuộc chiến lâu dài, song chúng ta phải biến thách thức thành cơ hội. Theo Bộ trưởng, việc bế tắc xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc thời gian qua cũng sẽ là cơ hội để chúng ta nỗ lực mở rộng các thị trường mới và là nền tảng thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến nông sản phát triển nhanh và mạnh hơn trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nông sản đã qua chế biến đang ngày một gia tăng.